Xin chào các bạn nhé, chúc các bạn có một ngày mới thật an lành. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi làm đẹp các bạn nhé. Hành trình của mình năm mới 2023 là mình quyết định đi đập răng làm lại và đi làm cấy collagen mặt các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày an lành và phụ nữ chúng ta phải đẹp, chúng ta cùng đi nào. Ok.